Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay, thứ Bảy ngày 8 tháng 6. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Quốc hội thảo luận về đề nghị phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Vĩnh Long ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024 với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững. Một góc nhìn sự thật sẽ có thông tin từ Thượng tá Võ Thị Hải Yến, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Vĩnh Long về tình trạng mạo danh cán bộ công an để lừa đảo. Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Festival Huế 2024. Vào sáng ngày hôm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp thường trực Chính phủ với các bộ ngành liên quan để rà soát, nắm tình hình, đưa ra các giải pháp nhằm chủ động tích cực từ sớm từ xa, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Lãnh đạo Chính phủ và các đại biểu đánh giá, 5 tháng của năm 2024, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bám sát tình hình, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát sao. Do đó, kinh tế vĩ mô Việt Nam tiếp tục ổn định, lạm phát cơ bản được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, nhiều định chế thế giới lạc quan và dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2024 đạt khoảng trên 6%. Các đại biểu cho rằng, thời gian tới, kinh tế vĩ mô, lạm phát tiếp tục chịu áp lực trước những diễn biến phức tạp, khó lường trên thế giới. Sự điều chỉnh chính sách của các nền kinh tế lớn có quan hệ kinh tế với Việt Nam, cũng như những diễn biến trên thị trường tiền tệ, ngoại hối, giá vàng, giá cả các mặt hàng trên thị trường trong nước. Do đó, cần có giải pháp và có sự nỗ lực rất lớn của tất cả các cấp, các ngành để đạt mục tiêu đã đề ra. Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phân tích đánh giá thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức và cho rằng khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi, song quyết tâm thực hiện thắng lợi các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ, chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp đồng bộ hài hòa chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng với lãi suất giảm hợp lý. Các bộ ngành tập trung làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống là đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng và thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới như liên kết vùng, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo. Chỉ đạo các nhiệm vụ cụ thể trong một số ngành lĩnh vực, Thủ tướng yêu cầu bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ nhu cầu người dân, doanh nghiệp, tận dụng tối đa các hiệp định thương mại tự do, thúc đẩy xuất khẩu nông sản, đồng thời nỗ lực sớm gỡ thẻ vàng EU, đẩy mạnh thu hút du lịch, xử lý các vấn đề tồn động kéo dài. Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng với sự đồng lòng, chung sức, sự vào cuộc chủ động, tích cực, quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương sẽ đạt mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2024. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ Bảy Quốc hội khóa 15, sáng nay Quốc hội nghe các tờ trình báo cáo và thảo luận ở hội trường về đề nghị phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Thưa quý quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trình Quốc hội tờ trình về việc phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp ước Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Ngày 1 tháng 2 năm 2021, Vương quốc Anh chính thức gửi đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP và quá trình đàm phán gia nhập giữa Anh với các nước CPTPP đã được tiến hành. Đánh giá tác động của việc Anh gia nhập CPTPP, Phó Chủ tịch nước cho biết, ở góc độ song phương, việc Anh gia nhập CPTPP sẽ góp phần củng cố vai trò của Việt Nam đối với Anh tại khu vực này, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong hợp tác kinh tế quốc tế và quan hệ hợp tác song phương với Anh. Ở góc độ đa phương, việc Anh gia nhập CPTPP sẽ góp phần kết nối khu vực châu Á-Thái Bình Dương, châu Mỹ với châu Âu, giúp nâng tầm CPTPP từ một hiệp định trong khuôn khổ khu vực thành một hiệp định mang tính toàn cầu. Trình bày báo cáo thẩm tra, chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cho biết, Ủy ban Đối ngoại nhất trí về sự cần thiết phê chuẩn văn kiện. Thảo luận tại phiên họp, đa số ý kiến của các đại biểu đều bày tỏ sự đồng tình với việc trình Quốc hội phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã thảo luận ở tổ về dự án luật phòng chống mua bán người sửa đổi và dự án luật tư pháp của người chưa thành niên. Chiều nay, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Trường Đại học Xây dựng miền Tây, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Vĩnh Long tổ chức ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và chương trình tiếp sức mùa thi năm 2024. Đến dự có bà Nguyễn Thị Minh Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và hơn 250 cán bộ đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Với phương châm rộng khắp, an toàn, hiệu quả, bền vững, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 được tỉnh đoàn triển khai gồm một chương trình tiếp sức mùa thi và 4 chiến dịch qua phượng đỏ, hành quân xanh, kỳ nghỉ hồng và mùa hè xanh. Điểm mới của chiến dịch năm nay là các công trình phần việc thanh niên sẽ được triển khai ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn, thông qua nhiều nội dung và phương thức phong phú nhằm thu hút lực lượng đoàn viên thanh niên tham gia. Để chiến dịch thanh niên tình nguyện hè tỉnh Vĩnh Long năm 2024 đạt được nhiều kết quả cao, tôi kêu gọi đề nghị các đồng chí cán bộ đoàn, các bạn đoàn viên thanh niên phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo, bám sát vào tình hình thực tiễn của địa phương, tổ chức đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên phù hợp với từng khối đối tượng, chuyên môn nghiệp vụ và loại hình tình nguyện, góp phần tham gia phát triển kinh tế xã hội trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh ở địa phương. Bằng sự quyết tâm, tập trung trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2024, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh phấn đấu vận động và tổ chức thực hiện các công trình phần việc thanh niên đạt tổng trị giá 9 tỷ đồng. Tại buổi lễ, tỉnh đoàn trao hỗ trợ công trình thanh niên cho 3 huyện Tam Bình, Trà Ôn, Bình Minh trị giá 150 triệu đồng. Vận động trao tặng công trình thắp sáng đường giao thông nông thôn, hỗ trợ nhà nhân ái và đường ống dẫn nước sạch trị giá 430 triệu đồng. Hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên có sản phẩm ô cốp, mô hình kinh tế tập thể áp dụng chuyển đổi số. Tỉnh đoàn cũng đã ra mắt 5 đội hình tình nguyện tiếp sức mùa thi 2024 và trao kinh phí hỗ trợ 80 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Ngay sau buổi lễ, tuổi trẻ các đơn vị đã tham gia nhiều hoạt động dọn dẹp vệ sinh xung quanh khu vực tượng đài chiến thắng Mậu Thân, tập huấn tuyên truyền triển khai và chia sẻ kinh nghiệm về ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội trong hoạt động tình nguyện hiện nay, như sử dụng điện an toàn tiết kiệm, cuộc thi tiết kiệm điện và sử dụng các app hữu ích trong tiêu dùng và vận động tuyên truyền nhân dân thanh toán không dùng tiền mặt, cài app ví thanh toán miễn phí. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay được tỉnh đoàn Vĩnh Long triển khai cao điểm từ tháng 6 đến cuối tháng 8 năm 2024. Để đảm bảo nguồn máu khỏe, đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trong tỉnh, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Vĩnh Long tích cực vận động và phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ tổ chức tiếp nhận máu của những người tình nguyện. Tính từ tháng 12 năm 2023 đến nay, thì Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức được 21 đợt tiếp nhận máu tại các địa phương, thu hút hàng ngàn người đến cho máu. Qua đó đã tiếp nhận được trên 2.500 đơn vị máu, đáp ứng cơ bản nhu cầu máu cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện trong tỉnh. Để đảm bảo khoảng 7.000 đơn vị máu cấp cứu và điều trị bệnh nhân và đạt chỉ tiêu tiếp nhận 10.500 đơn vị máu trong năm nay, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong tỉnh đang vận động và tăng cường phối hợp với Bệnh viện Huyết học Truyền máu Cần Thơ tổ chức nhiều đợt tiếp nhận máu. Sáng nay, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Trà Ôn tổ chức phiên giao dịch việc làm tại xã Tân Mỹ. Hơn 200 lao động từ 3 xã Tân Mỹ, Thiện Mỹ và Trà Côn được 7 đơn vị tuyển dụng cung cấp thông tin về cơ hội nghề nghiệp, việc làm trong và ngoài nước, yêu cầu kỹ năng, mức thu nhập, hồ sơ, thủ tục, phương thức đăng ký để các ứng viên có thể lựa chọn đơn vị phù hợp, nhu cầu và điều kiện kinh tế hiện tại. Phiên giao dịch việc làm là hoạt động được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh phối hợp cùng các địa phương thường xuyên tổ chức, với kỳ vọng sẽ là cầu nối hữu hiệu giữa người lao động và nhà tuyển dụng, qua đó góp phần đào tạo giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Vĩnh Long cho biết,
Trong kỳ tháng 5, lãi suất huy động diễn biến tăng nhẹ tại một số kỳ hạn. Lãi suất cho vay tiếp tục ổn định và có xu hướng giảm theo đối tượng vay nhằm hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh cho người dân, doanh nghiệp. Cụ thể, mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng từ 0,1 đến 0,5% một năm, kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng từ 3% đến 4,5% một năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng từ 4,7 đến 5,5% một năm, kỳ hạn trên 12 tháng phổ biến ở mức từ 4,6 đến 5,7% một năm. Về lãi suất cho vay bằng đồng Việt Nam cụ thể như sau: cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên tại ngân hàng thương mại là 4% một năm, tại quỹ tín dụng nhân dân là 5% một năm. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường phổ biến ngắn hạn là từ 4,8 đến 9% một năm. Lãi suất cho vay trung dài hạn từ 6 đến 9,5% một năm. Thưa quý vị và các bạn, gần đây tình trạng mạo danh cán bộ công an để điện thoại nhắn tin yêu cầu người dân bổ sung một số thủ tục hành chính trong dữ liệu cá nhân và dân cư, cung cấp thông tin để giải quyết các vụ án, vụ việc có liên quan đến công dân với mục đích cuối cùng là để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Nội dung này sẽ được thông tin cụ thể trong một góc nhìn sự thật tuần này từ Thượng tá Võ Thị Hải Yến, Phó trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa Thượng tá, thì thời gian gần đây trên địa bàn cả nước nói chung cũng như tỉnh Vĩnh Long nói riêng thì cái tình trạng mà những kẻ xấu đó mạo danh cán bộ của công an hướng dẫn người dân đó là thực hiện các cái thủ tục hành chính với mục đích chính đó là lừa đảo người dân. Xin Thượng tá cho biết là thực trạng này trên địa bàn tỉnh nó diễn ra như thế nào ạ? Thì hiện nay cái tình trạng mà các cái đối tượng giả mạo cán bộ công an thì diễn biến cũng khá phức tạp. Thì một số cái thủ đoạn mà các đối tượng thường xuyên để lợi dụng đó là giả mạo cán bộ công an nè, cơ quan điều tra nè, để yêu cầu là nói nạn nhân là liên quan đến các vụ mua bán ma túy hay là rửa tiền, rồi yêu cầu chuyển tiền để phục vụ cho cái công tác điều tra, rồi làm giả mạo cán bộ hay là lãnh đạo công an để kêu gọi vận động tài trợ, mục đích là để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và một cái thủ đoạn nữa là các đối tượng sẽ giả mạo cán bộ công an xã, phường, thị trấn, điện thoại cho người dân là nói là cái cơ sở dữ liệu của mình bị sai và có thể yêu cầu làm cái định danh mức 2 cũng như nhập các cái thông tin về bảo hiểm y tế cũng như giấy phép lái xe thì nó chưa đầy đủ. Thưa Thượng tá, thì trong cái quá trình mà giải quyết các cái thủ tục hành chính cho công dân cũng như giải quyết các cái vụ án vụ việc đó, thì lực lượng công an thực hiện theo cái quy trình như thế nào ạ? Thì đối với lực lượng công an thì từ trước đến nay thì khi mà làm việc với công dân thì sẽ có gửi giấy mời và sẽ làm trực tiếp tại cái trụ sở công an hay là trụ sở làm việc của các ủy ban xã, phường, thị trấn. Và chúng tôi tuyệt đối không có làm việc hay là không có hướng dẫn qua điện thoại hay là qua mạng xã hội, vì chúng tôi là có cái trụ sở làm việc cụ thể hay là có cán bộ trực tiếp làm việc cụ thể để hướng dẫn trực tiếp người dân. Cho nên là người dân nên là hết sức là lưu ý và thận trọng khi mà cơ quan công an hoặc là cán bộ công an mà mời làm việc thì chỉ có tại trụ sở của cơ quan hay là của các ủy ban xã, phường, thị trấn. Thưa Thượng tá, thì công an tỉnh có khuyến cáo như thế nào đối với người dân để tránh gặp phải những cái tình huống như đã nêu trên ạ? Khi mà mình nhận bất kỳ một cuộc điện thoại từ số lạ nào hay là qua mạng xã hội thì mà tự xưng là cán bộ công an thì mình cũng phải là thận trọng, rồi xác minh lại những cái thông tin đó. Mỗi người dân nên lưu số điện thoại của công an khu vực mà nơi mà mình cư trú, để mà khi mà mình có cái những cái nghi ngờ hay là mình nhận được những cái cuộc gọi bằng điện thoại từ cái số lạ hay là qua mạng thì mình có thể là xác thực lại cái thông tin đó hoặc là trực tiếp gặp để được hướng dẫn cụ thể để tránh bị sập bẫy các cái đối tượng lừa đảo. Tuyệt đối là không cung cấp những cái thông tin cá nhân của mình hay là các cái tài khoản ngân hàng, rồi mã OTP. Tuyệt đối là không được chuyển tiền cho bất kỳ cái đối tượng nào mà mình chưa biết họ là ai
và chưa xác thực trên cái thực tế, mà chỉ biết họ qua mạng xã hội hay liền qua cái điện thoại. Xin cảm ơn Thượng tá đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của truyền hình Vĩnh Long. Thưa quý vị, với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 diễn ra từ ngày 7 đến 12 tháng 6, quy tụ gần 30 đoàn nghệ thuật đến từ Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha, Canada, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam, sẽ đem đến cho khán giả nhiều chương trình nghệ thuật mang đậm bản sắc của nhiều vùng văn hóa. Cho tối ngày hôm qua, tại Điện Kiến Trung, Hoàng Thành, Huế, tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024 đã khai mạc. Tiếp nối thành công của Festival Huế trước đây, tuần lễ Festival Huế năm nay sẽ tiếp tục lan tỏa tính cộng đồng. Bên cạnh các chương trình trong Đại nội Huế, ban tổ chức thiết kế nhiều chương trình mở, lễ hội đường phố, các sân khấu cộng đồng để các đoàn nghệ thuật quốc tế biểu diễn phục vụ người dân. Đồng thời, tại một số địa phương trong tỉnh cũng tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật để người dân và du khách được hòa mình vào giới âm thanh ánh sáng của những chương trình nghệ thuật. Festival Huế 2024 sẽ tiếp tục khẳng định và quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố festival đặc trưng của Việt Nam, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị với mục tiêu đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Với tinh thần của chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, tôi xin tuyên bố khai mạc tuần lễ Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024. Sau 24 năm với 11 kỳ tổ chức, Festival Huế đã trở thành điểm hẹn văn hóa của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế và là một trong những sự kiện văn hóa du lịch nghệ thuật nổi bật của Việt Nam. Trong không gian lung linh rực rỡ với sự giao hòa của nhã nhạc cung đình Huế, loại hình âm nhạc đặc biệt thấm đẫm nét văn hóa Huế, tiết mục mở màn chương trình nghệ thuật khai mạc festival Bừng sáng miền di sản được trình diễn bởi 360 diễn viên trên nền sân khấu lộng lẫy nhờ ứng dụng công nghệ chiếu sáng 3D mapping hiện đại. Chương trình nghệ thuật trong đêm khai mạc là tổng hòa nhiều loại hình nghệ thuật với cấu trúc chặt chẽ bằng ngôn ngữ hiện đại trên nền chất liệu và bản sắc văn hóa dân tộc. Tôi xa Huế hơn 40 năm rồi. Bây giờ là nghe Huế tổ chức cái festival và ngày hôm nay là ngày khai mạc, tôi cũng cố gắng sắp xếp thấy tinh thần khí thế của người Huế tuyệt vời. Tuy rằng trời vẫn mưa một chút nhưng mà đến hôm qua là nhìn là khách Huế là đến là coi như là đầy đủ cả rồi. Đến vào cái giờ này thực sự cảm nhận cái festival này thực sự là tuyệt vời. Rất là vui mừng khi mà Huế cứ 2 năm một lần được đón các bạn, mọi người du khách bốn phương về để tham gia festival của Huế, trải nghiệm cuộc sống như món ăn và phong cảnh, để hiểu thêm những cái nét văn hóa đặc trưng của con người xứ Huế. Đêm khai mạc Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế năm 2024 diễn ra tối qua đã tạo nên một dòng chảy hài hòa đậm chất nghệ thuật truyền thống và đương đại. Với chủ đề Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển, Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế năm 2024 bước tiếp một hành trình mới. Từ đây, di sản cố đô qua các kỳ festival sẽ không ngừng hội nhập, lan tỏa các giá trị truyền thống cho hôm nay và mai sau. Và một trong những sự kiện chào mừng tuần lễ Festival Văn hóa Nghệ thuật Huế 2024, sáng nay, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức một số hoạt động khởi đầu cho lễ hội Sóng nước Tam Giang. Trong khuôn khổ lễ hội Sóng nước Tam Giang 2024 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6, có nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa vùng Đầm Phá như hội chợ quảng bá xúc tiến thương mại với các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm của các làng nghề truyền thống, các món ăn đặc trưng của vùng quê sông nước nơi đây. Theo ban tổ chức, lễ hội lần này được thực hiện quy mô hơn với nhiều hoạt động mở, hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách tham dự festival nhiều trải nghiệm thú vị. Chúng tôi đã đưa cái môn thể thao dù lượn vào biểu diễn và giới thiệu với du khách hoạt động đua ghe, hoạt động bi sắt. Bên cạnh những hoạt động văn hóa văn nghệ thể dục thể thao thì chúng tôi sẽ tiến hành
mở khai mạc cái gian hàng hội chợ ẩm thực và bán hàng những cái sản phẩm OCOP của địa phương như là mây tre đan, những cái sản phẩm bằng nông nghiệp. Cùng với lễ hội sóng nước Tam Giang, trong chiều tối nay tại thành phố Huế sẽ diễn ra nhiều chương trình mang đặc trưng của Festival Huế như lễ hội đường phố sắc màu văn hóa, lễ hội ẩm thực chay, lễ hội ánh sáng, dạ yến hoàng cung, chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế. Những hoạt động chính trong tuần lễ festival này sẽ tạo một không khí sôi động hơn cho mảnh đất cố đô Huế. Cũng trong khuôn khổ các hoạt động chính của Festival Nghệ thuật Quốc tế Huế 2024, vào chiều ngày hôm nay tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế đã khai mạc lễ hội đường phố với chủ đề Sắc màu văn hóa. Lễ hội diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 6 với hai lộ trình khác nhau trên các tuyến đường chính, hai bên bờ sông Hương, thành phố Huế. Trong đó, chiều nay, 10 nghệ thuật đến từ các vùng miền trong nước và quốc tế đã trình diễn các loại hình nghệ thuật trên tuyến đường Hùng Vương và đường Lê Lợi. Tại hai trục đường này sẽ có hai sân khấu để các nghệ lại biểu diễn, gồm sân khấu tại Bùng Binh, Mô Rinh và sân khấu. Lễ văn hóa diễn ra với hình thức quảng diễn đường phố sôi động của các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế, khai thác giá trị di sản văn hóa Huế, văn hóa vùng miền trong nước và các quốc gia trên thế giới. Các nghệ sĩ biểu diễn, người dân cùng hòa quyện tạo nên không khí sôi động trên đường phố. Chương trình hội tụ nhiều đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trong và ngoài nước như nghệ thuật tuồng Huế, ca Huế, đoàn công ca tài tử Nam Bộ, đoàn nghệ thuật múa trống của Nhật Bản, vũ kịch Triết Giang Trung Quốc, nhóm nhảy hip hop thành phố Gigi Pháp, đoàn ca khéo Bỉ, nhóm nhảy Hàn Quốc. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua 7 tháng 6, hàng ngàn người dân và du khách đã đổ về bãi biển thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để ngắm nhìn 200 con diều với kích thước khổng lồ tung bay trên bầu trời. Đây là hoạt động nằm trong chương trình liên quan thả diều nghệ thuật được Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn tổ chức nhằm góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa dân tộc, quảng bá các sự kiện văn hóa thể thao du lịch của thành phố biển này cũng như là tỉnh Bình Định. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những hình ảnh về liên quan thả diều nghệ thuật Quy Nhơn Bình Định năm 2024. Quan thả diều nghệ thuật Quy Nhơn Bình Định năm 2024 là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy du lịch hè của tỉnh Bình Định, đồng thời phát huy bản sắc văn hóa, tạo điểm nhấn thu hút du khách đến với thành phố Quy Nhơn. Và hình ảnh về sự kiện này cũng đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập vào trang web www.thvnli.vn hoặc tải ứng dụng THVNLI trên Google Play và App Store. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.